Mình xin mến chào tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày của gia đình hay là cho xem. Hôm nay là ngày giỗ bố mình, tất cả các anh chị em con cháu tập trung về để làm cơm tưởng nhớ đến ngày giỗ bố, thì mình mời tất cả mọi người xem hôm nay gia đình nhà mình tổ chức làm giỗ cho bố có những món gì. Bây giờ mình sẽ đi chặt thịt gà để chốc nữa ăn lẩu. Con gà thả vườn này rất ngon. Chị với em mình đang rán nem và đang làm riêu cua. Mới em đẹp luôn. Nhà đây cho cái gia vị vào đây chưa? Chặt. Xào cho nó ngấm gia vị là được. Chị cho gia vị vào rồi gì? Chưa cắt ra làm năm. Giờ mình sẽ thái thịt bò để chốc nữa nhúng đậu. Con để thái hả? Nhúng cho nó ngon nhá. Để cái này nhúng cho ngon. Giờ mình sẽ xếp tôm vào đĩa. Đậu. Cho bà ăn bún ăn cơm. Cho bán cơm cho nó gì? Cho bán cơm. Trứng ở đâu ra? Trứng ở.
Thôi về nhà mai mua. Giờ tối. Bây giờ hai chị em cho mẹ mình mời trước, chúc cho mẹ mình mời xong thì chút nữa anh em thì ăn sau. Mẹ mời trước. Là gì bế mẹ dậy rồi, cái tay này gì phải để vào đây. Mẹ không đau. Thì ăn nhiều rau một chút cho nét. Bây giờ mình cũng đã cho mẹ mình mời cơm xong rồi. Thì mình mời tất cả mọi người cùng ra dùng cơm gia đình nhà mình nhé. Hôm nay là ngày giỗ bố mình, mẹ mình và các anh, các chị, các em cùng các con cháu tập trung làm giỗ tưởng nhớ lại ngày bố mất. Thì bây giờ thì nhân tiện bữa cơm, mời tất cả mọi người cùng dùng cơm với gia đình mình nhé. Cuối đây ngồi gần ở đây bà nè. Đây bà Thương. Đây đây con. Bà Thương hai chị em quá. Mẹ ơi, mít hề ơi, cho chị. Cho chị mượn tí, cho chị mượn tí cho bữa chị dậy. Rồi. Rồi các con ăn cơm. Linh ăn đi. Bát bún của chị ăn đâu ấy nhỉ? Đây à, bát bún của Dím đâu? Cắt hai bát mà. Nhím ơi. Nhím à. Nhím hả? Đây của con đây. À, các cơ. Nhím thật. Đây của con đây. Thì con lấy cái gì? Đâu? Em che cho chị mượn cái con khủng long một tí trong đó chị rẻ. Cho bà mượn suốt chút 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 thôi. Không, không chơi được. Này, cất cái này đi. Lấy bún cho con ăn này. Chị ăn tôm con nhá. Ăn con tôm nhỉ. Con tôm. Bếp nhà bếp chúng mày dọn từ bao giờ chẳng để ý. Con lấy hai chiếc mà. Thế này. Đây bà nhà cho nó mượn. Con ăn bún đi, chen. Chen ăn. Ừ. Chán rồi, chưa ăn nhiều. Chưa ăn rồi à? Gọi là bốn ngày. Con ấn cái rau cái chân em à, chân em này. À đi hôm tối nay về nhà mình không có cơm đâu. Con ăn cái gì để bác lấy cho con ăn. Đây bỏ đây thì em ăn với. Thôi.
Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chúc tất cả mọi người một buổi tối thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình yêu thương. Mong mọi người thương mến gia đình hai bà cháu Chen, ủng hộ cho hai bà cháu, xin một đăng ký kênh, một lượt thích và viết những lời bình luận để cho động viên tinh thần cho hai bà cháu phát triển kênh một ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Xin chúc tất cả mọi người thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bà cháu Chen và cháu Nhím chào tất cả mọi người nha.